Chào mừng anh em đã đến với tiết mục ráp máy min khờ của người nông dân. Trước khi ráp thì mình phải chích xì ke cho nó cái đã. Nó là bơm nhớt vô mấy cái vòng bi nè. Rồi bơm nhớt vô cái rễ của tay dên nè. Tại sao lại phải bơm nhớt vô? Tại vì cái lúc mà anh em mới đạp á, mới đạp nổ á, thì phòng cái trường hợp là xăng nhớt rồi nó không đều hoặc là nó xuống không kịp á, để nó bôi trơn kịp thời cho cái bạc đạn thì mấy cái chi tiết chuyển động á thì mình phải chích nhớt vào cho nó kịp thời bôi trơn ấy ấy ấy. Thì mình sẽ sử dụng cái mạch lốc bên này, cái vỏ máy bên này thì tôi gọi là cái lốc máy nha. Bên bát điện á, để mình gắn nó vô trước, tại vì khi mà gắn nó vô thì cái trục này nó không có quá dài để mình có thể đặt nòng được cái lốc máy xuống. Rồi thì anh em chú ý cái lưng của cái bạc đạn nè. Nếu mà nó lỏng ở mức chấp nhận được vừa phải á, mình sẽ sử dụng cái mũi vít này, mình đóng cho nó từ 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 ra, đóng nhẹ 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 thôi để cho nó có cái mạch sắt, cái ba dớ đồ á, nó sẽ giữ cái bạc đạn cứng hơn. Chứ đừng làm như cái lốc này. Đây, anh em có thể thấy bốn cái dấu này. Thì theo tôi nghĩ á, là bốn cái dấu này là họ đóng vào để cho cái lốc này nó nở ra để nó ôm bạc đạn. Làm như vậy nó rất là hại lốc, hại về cái kết cấu tổng thể của cái lốc, nó dễ gây nứt lốc. Đó là cái nhận định cá nhân thôi. Còn anh em nào có nhận định khác thì cứ thả lại comment ở dưới clip á. Rồi, à quên, chích cho nó một miếng nhớt vô đây nữa để cho nó không có bị kẹt cái phớt. Ok. Rồi thì mình cứ nhét tay dên cho bình thường thôi. Rồi quay cái tay dên này lên trên. Rồi xong rồi anh em nhìn cái lỗ bên này nè. Đó, khi mà mình đút vào á thì cẩn thận không à, nó lại lộn cái phốt ra ngoài. Đấy, đẹp ngay. Vào rồi. Sau khi xong được các em này, mình sẽ cho nó nằm xuống thế này. Đó thì lý do mà tôi gắn cái mạch lốc phía bên bát điện là vậy. Nó hơi cập kênh thì mình kê nó lên miếng. Đấy. Ôi trời ơi, mình chưa vệ sinh cái lỗ này. À quên nữa, thì trước khi gắn cái ron vô thì anh em nhớ cạo ron, mạch ron sạch sẽ. Ồ, đừng đừng có để nó cái ron cũ nó còn đây nè. Rồi thì anh em cạo cái ron này cho nó sạch sẽ nè. Dĩa mèo. Đồ mấy mày cũng muốn làm thợ sửa xe nữa hả mèo? Ở đây không có gì cho mày ăn được đâu. Đấy, mình phải làm ron cho nó sạch sẽ chứ không là nó sẽ bị lòn hơi đấy. Đây nữa. Đi ra chơi. Góc này nữa, thường anh em nhớ kiểm tra cho nó kỹ thôi. Cạo cho nó sạch sẽ, đẹp đẽ rồi. Đừng có mài đó nha, mài nó sẽ bị khuyết á, bị khuyết là sẽ bị hở đó. Rồi tôi thấy như vậy là nó ổn rồi đấy. Xong rồi thì cho miếng ron vô. Má tránh ra coi, đĩa mèo. Mày tránh ra coi, má mày. Rồi, thảy miếng ron vô. Ron này thì anh em có thể thoa keo, còn không thì cũng chả sao. Thích thì mình thoa, không thích thì thôi. Có quên gì không ta? Nhiều lúc sợ gắn vô cái quên đồ tà lưa nó mệt lắm.
Ê, anh em có thể để ý cái miếng ron ở đây. À, quên, anh em có thể để ý cái miếng phết ở đây. Ừ, nó không có bị lộn ra ngoài nè, là được rồi đó. À, bây giờ thì làm gì nữa ta? Bắt ốc vô. Ốc thì nằm mặt bên này. Cái con ốc lóc giữa thì tôi gọi đây là lóc giữa ha. Nó sẽ là 2 phân. Như cái con cũ thôi, con cũ đâu rồi? Đóng này nè. Con cũ sao thì cầm đi mua y chang vậy. Lạnh vào đều hết rồi mình sẽ xiết cho nó đối xứng, nó không có bị vênh lóc. Đây, mình sẽ tập trung cái với cái dàn ốc ở cái vòng dên, cái buồng dên này trước, cho nó hạn chế tối đa cái việc mà vênh lóc kênh lóc khi mà mình vặn không đều. Rồi ví dụ như mình sẽ cho con này cứng, rồi tiếp theo là con đối diện đó. Rồi, con bên này luôn. Vặn nó vừa chặt tay thôi, nó dẻo dẻo là được rồi. Chứ nó cũng không cần mà cứng quá đâu. Rồi sau khi vặn xong thì anh em kiểm tra lại một lượt ốc luôn. Con nào nó còn lỏng thì mặt nó chặt lại. Rồi sau đó là mấy con phía sau này. 1, 2, 3, đèn con nữa 4. Rồi mình sẽ đặt nằm xuống, mình chờ cho nó dậy. Đây là cái lục giác 5 ly ha anh em, 5 mm. Thay hết là dàn ốc lục giác nó khỏe vậy á. Xài con còn. Đó thì anh em có thể để ý cái phần ron dư ở trên cái lốc nè, mà lúc mà mình cắt á, tôi đã hướng dẫn chia sẻ cho anh em là phải cắt dư ra một khúc, là lý do như thế này: khi mà mình gắn cái xi lanh vào á, thì mình sẽ cạo nó cho nó bằng, nó vừa khít luôn chứ nó không có bị hụt ron nó sẽ bị lòn hơi. Đây là con ốc 1 phân. Mình đã mài bát góc nó để bắt vừa cái này. Rồi tiếp theo nữa là cái mặt chia số. Thì anh em để ý cái bi này nè, cái bi giữ cái mặt chia này nè. Nó cũng phải là cứng nha, chứ mềm nghĩa là nó bị chạy mặt chia á, nó cũng sẽ gây trượt số đấy. Rồi anh em gắn một con ở góc trước. Rồi sau đó thì mình sẽ đẩy cái mặt chia số lên cho nó ăn vô cái vòng, cái viên bi, để gắn con tiếp theo vô. À, ba con này thì anh em nhớ xỏ nó vào đều hết, xong rồi mới vặn cứng nha, chứ không nó sẽ bị lệch cái lỗ vặn nó vào đâu. Đó, vặn vào đều hết như thế này xong rồi mới vặn cứng nó. À quên, cái mạch chia số này là đến từ trường râu thành thành phố, à thủ đô Tam Điệp, Ninh Bình. Cảm ơn trường râu đã tài trợ cái mạch chia số. Rồi, vặn cho nó cứng vô, cho nó đều ba con vô. Đúng rồi đó. Đây, kiểm tra con nó có nhảy tạch tạch không. Rồi nhảy rồi đó. Ừ. Rồi tiếp theo là cái hộp số.
Và để đỡ mất thời gian thì anh em không biết cái nhông nào nằm đâu á, thì coi lại cái clip các bánh răng trong hộp số hoạt động thế nào. Chứ bây giờ mà ngồi mà hướng dẫn chia sẻ là cái nhông này nằm đây, nằm đây, nằm đây, nó câu giờ lắm. Rồi, càng cua, biết càng nào đây, thử coi. Đấy, gắn vô mà nó không kẹt là đúng của nó, mà gắn vô mà nó kẹt là không đúng. Vậy thôi, gắn sai, không có vô. Rồi, anh em chịu khó vô coi cái clip các bánh răng trong hộp số hoạt động như thế nào. Thì ở trong đó tôi có chia sẻ về cái bánh răng nào nằm đâu á. Rồi, nhét cái ti vô thôi. Ti càng cua. Đấy. Nó vô lỗ bên này nè. Anh em để ý đây nè. Đấy. Đấy. Nó vô lỗ này nè. Bà mẹ ở đâu ở đây nè. Đấy. Ừ. Rồi xong rồi đó. Rồi giờ đến cái cần số. Cần số đâu? Cần số đây. Đây là cái cần số. Móng vào số, sử dụng cái lò xo của bi đề xe quay rim rồi đó. Thì móng vào số thì thôi nó lại luôn ha. Cái khe ở cái lò xo này nè. Đấy, nó sẽ ăn vào cái khe này. Nó ăn vào cái cây này. Để cho nó hồi số. Mà còn quên gì trong này nữa không ta? Nhiều lúc gánh quên quên quên. Vô, 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 vô. Rồi xong sau khi đã gánh xong cái đồ yêu ma này thì đây rồi, trước khi gánh cái này vô thì anh em phải thử thử cái độ rơ của nó. Từ gánh cái nắp này vô cái đây đi, thử độ rơ thì cần khỉ gánh cái ron này vô trước. Để về thử nó dễ. Thì đây là cái lý do mà anh em gánh mãi nó không có vào này. Trước khi mà gánh thì anh em sẽ sử dụng một cái gì đó, cái lưỡi cưa hoặc là con dao để nhét vào dưới này, đẩy cái trục này lên thì nó mới lọt được cái lỗ bạc đạn. Rồi bây giờ mình sẽ thử độ rơ ha. Không biết có thiếu gì trong máy không nha. Thiếu gì anh em thông cảm nha, nhiều lúc vừa nói vừa làm quên á. Đấy, thì anh em có thể để ý nè, cái lỗ. Anh em có thể thấy nè. Cái cần ti, cái trục ti của cái càng càng cua nó đang bị lệch lệch chứ. Thì mình sẽ sử dụng một cái lưỡi cưa mình đẩy nó lên thôi. Đấy, đẩy vô rồi. Có gì lệch không mà nó không chịu vào vào không. Rồi thử đồ rơ của nó nha. Rồi như cái nhông số 4 thế này á. Rồi cái này anh em có thể để ý nè, như thế này thì nó rất là dễ tuột số. Ừ. Thì cách giải quyết là như thế nào? Rồi mình thử cái dưới luôn. Rồi cái dưới nó cũng sục xạ sục trịch nhẹ bằng cách bên này nè, mình lấy tay mình đẩy cái trục này qua. Đấy, hai bên hai trục. Thì mình sẽ lắc nó. Cũng hơi sục xịt nhẹ thì củ của nó đã canh củ á, là nó đã có một cái lông đèn. Ồ, đâu rồi, nó dục đây, đây, củ nó đã có một cái lông đèn ở đây rồi. Thì lúc anh em tháo ra như thế nào, nhớ để ý mấy cái lông đèn, nó nằm đâu thì cho nó nằm đó. Rồi, cái bạc đạn dên.
Rồi thử luôn cái trục dệt nha. Ê, ra mèo. Rồi. Trục dệt không không có xi nhê gì hết. Quay tốt, không có bị lắc. Rồi, cái gì mèo. Đây. Đây là cái việc số 4 nó hay bị tuột đây. Nó rất là lỏng thì mình sẽ đẩy cái trục này vào bằng cách lồng đèn. Anh em đi mua một mớ lồng đèn vào, mình nhét nó vô thôi. Đây, canh lại cái lồng đèn cho nó, tháo nó ra canh lại. Cái này khoảng thì ước lượng thôi, ví dụ như cái này mình sẽ đo khoảng 2 3 cái lồng đèn đi, 3 cái lồng đèn, 3 4 cái. Mình sẽ cho lồng đèn vô đây. Canh nó. Cái này thử vô mà sao giờ nó không vô? À vô. 2 cái. Cho 4 cái đi cho nó ngầu. 4 cái. Đó, thì đó là việc của cái thao tác của canh số thôi. Canh là số. Nhưng mà trước khi canh số thì anh em để ý cái bạc đạn này nha. Đóng cho nó bằng mạch. Rồi sau đó mình mới canh số, rồi lắp cái nắp kia vô. Lắp cái nắp này, nắp này. Nắp này tôi không biết gọi là cái nắp gì luôn. Lắp cái nắp này vô xong, mình lại thử cái độ rơ của cái trục số này thêm một lần nữa. Cái lồng đèn hơi bị nhiều rồi, cái gì á. Đó là cách mình tính hộp số thôi, chứ nhiều lúc anh em đừng có hỏi là giờ số em nó bị rơ em phải xem mấy cái lồng đèn. Trời, tôi khổ lắm, tôi có phải là thợ cũng đâu có nhận sửa xe đâu, anh em phải tự thử coi cái độ rơ nó bao nhiêu rồi mình sẽ biết đường mình tính cái lượng lồng đèn mình nhét vô thôi. Ví dụ như bỏ ra 2 cái nè. Rồi, một cái lồng đèn là đủ. Rồi, để chắc hơn nữa thì anh em vặn 2 con ốc vô. 2 ốc đối xứng vậy nè. Vặn nó sát sát vô xong rồi mình sẽ lắc nó. Đấy, mình sẽ lắc nó coi nó còn rơ không. Đó, và như tôi thấy cái này tôi canh nó cũng được rồi đó. Tại vì nó còn hở một tí. Hở một tí ở cái mặt ròn thì vặn vào là cứng hết. Được á. Rồi. Tháo nó ra cho nó một miếng ròn. Bữa cách nè. Đó, nhìn bá cháy không? Ở trên cái mặt ròn này nó cũng có 2 cái acro. Đây và đây, để anh em gắn cái ron vô cho nó định vị cái lỗ bắt ốc. Úp cái quần què này vô. Nếu mà anh em kỹ hơn á thì chích cho nó một phát. Mà kỹ hơn thì thế này. Đấy, cho nó một phát nhớt dầu đồ vô cho nó bôi trơn kịp thời. Còn không cũng chả sao. Đấy, nhét mày vô. Êm không? Êm không? Đồ quá êm luôn. Thực ra cái nhông ngoài cùng này nó phải có một cái độ rơ nhất định để đảm bảo cái việc chuyển động. Đấy. Đấy. À, cái này mà anh em vô gắn lộn số thì nó sẽ không có gắn vào được đâu, chứ đừng nó chạy. Thế nên cũng đừng có cầu toàn quá. Con này ở đây nó có 7 con vít. Cái lục rác của tôi.
Đấy, và một con nữa nó nằm đây nè. Chết rồi, cái chỗ này tôi chưa móc. Ai vậy ra. Rồi, anh em vẫn xít đôi xứng thôi. Vặn nó vào cứng cứng xong rồi vặn cứng nó lại. Đối xứng nhau. Con này, con kia, con này, con kia. Đấy. Thường thì sẽ vặn cái con dưới này trước. Để dù sao nó cũng kín ở dưới trước cái đã. Nhớt nó lên tới đầu đầy nè. Nhớt nó lên tới khoảng đầu đầy nè. Đó, thì nhớt sẽ mịn nó nhiêu đó thôi. Chứ không phải là ngập máy đâu. Trong quá trình chạy á, thì các nhông số nó sẽ đánh nhớt lên. Rồi, cái quá trình dàn ốc tôi bỏ qua nha. Anh em vặn đối xứng nhau. Còn dưới này, còn trên này, còn này, còn này, còn này, còn này, còn này. Hết đối xứng nhau để nó không có bị vênh mặt lốc. Rồi anh em kiểm tra lại cái trục số nha. Đấy cũng khá ok, quay vẫn êm ái. Đấy, đấy số 1 này đang số 1 bây giờ. Đây là một cái miếng lông đền mà đã căng sẵn ở đây. Thì khi mà mình tháo ra mình cũng phải nhớ ở đâu cái gì nó nằm ở đâu, mặc dù nó không có rồi là nguyên bản người ta đã chế cháo thì nên nhớ cái gì nó nằm ở đâu, có cần thiết không. Ví dụ như cái này cần thiết này. Ừ, rồi những ron của tôi đâu. Để đi rồi xong cái hộp số rồi nha. Rồi, đến cái nồi để cái mặt bên này nhìn gớm á. À, đến cái nồi gì mèo mày điên hả mèo.